Vâng, em Hà xin kính chào tất cả các bác yêu Lan nhá. Hôm nay em có tri ân nhá. Hôm nay có tri ân nhá các bác nhá. Em là vẫn là Hà ở thành phố Lai Châu nhá. Lan em thì hôm nay em gần như là bán gọi là chia sẻ cho các bác để các bác chơi thôi. Giờ đầu tiên nhá. Chào các bác nhá. Giò gà này toàn thân tơ luôn, toàn thân tơ luôn các bác nha, đang lên được khoảng độ 4 6 7 cái mầm gốc nha, hàng một dề nha các bác nhá, hàng một dề nhá, nó mập ú này, các bác không nhìn thấy ngón tay của em luôn này đấy các bác nhá. Do này em chia sẻ cho các bác này. Với giá là 300 nghìn nha, 300 nghìn nha các bác nha. 300 nghìn cho đùi gà tròn nha các bác nha. Đùi gà tròn 300 nghìn. Cho giò số 1 nha. Số 2 này các bác này. Một giò đuôi giáng hương đuôi chồn nha. Một giò giáng hương đuôi chồn nha các bác nha. Đó, như thế này. Em đếm cây cho các bác nha. Hàng thuần rồi nha các bác nha. Hàng thuần đây này. Em đếm cây cho các bác nha. Đôi 4 6 8 10 12 14 15 cây nha. 15 cây như thế này nha các bác nha. Trồng ở lũa nha. Gỗ lũa nha. Gỗ lũa nha. Em chia sẻ cho các bác với giá là 700 nghìn nha, 700 nghìn nha các bác nha. 700 nghìn nha. Cho giò số 2. Số 3 này các bác này. Trồng ở chậu nha các bác nha, trồng ở chậu. Năm ngoái cái giò này được gần chục bông hoa nha, chục bông hoa luôn. Các bác nhá. Giò như thế này nhá. Đôi à, 4 này, 6 này, 8 này, 10 11 cây. 11 cây nhá, to nhỏ nhá. Đấy. Em bán giò này cho các bác với giá là 350 nghìn nha. 350 nghìn nha các bác nha. 350 nghìn 11 cây. Không có giò thứ hai đâu các bác nhá. 350 nghìn cho giò số 3. Số 4 này các bác này. Một giò giáng hương tam bảo sắc này. Đẹp tuyệt vời luôn nha. Thuần rồi nha các bác nha, thuần rồi nha, em trồng ở chậu này. Đấy như thế này. Em chia sẻ cho các bác với giá là 280 nghìn nha, 280 nghìn nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 cây luôn nha các bác nha. 280 nghìn cho giò số 4. Bác nào muốn sưu tầm hàng giống nha, hàng giống nha các bác nha. Hàng giống nha. Em bán cho các bác với giá là 200 nghìn nha, 200 nghìn nha các bác nha. 200 nghìn nha. Em đấy để cho nó rộng bớt vườn nha, nên là em bán giá này thôi. 200 nghìn nha các bác nha. Cho giò số 6. À số 5. Số 5 nha các bác nha. 200 nghìn. Số 6 này các bác này. Một giò giáng hương nuôi chồn như thế này nha. Thuần thì các bác không phải nghĩ luôn nha. Đấy.
Đây này. Giờ này em bán cho các bác với giá là 380.000 nha, 380.000 nha các bác nha. Hôm nay chỉ mỗi ngày hôm nay em tri ân thôi nên là mấy giá này đấy nha. 380.000 cho giò số 6. Số 7 này các bác này. Số 7 nha các bác nha. Số 7 nha. Đấy, đẹp không? Hai tầng luôn. Các bác nha, hai tầng nha. Giò này em chia sẻ cho các bác với giá là 800.000 nha, 800.000 nha. Không có ngày thứ hai nữa. Các bác nha. Nó là hàng thuần rồi nha các bác nha, dễ đây nha. Các bác yên tâm nha. Cái nào chưa thuần là em sẽ báo chưa thuần nha các bác nha. Cho giò số 7. Số 8 này các bác này. Một giò dáng hương tam bảo sắc như thế này nha. Như thế này nha các bác nha. Giò này này em chia sẻ cho các bác với giá là 300.000 nha, 300.000 nha. Trồng ở gỗ nha các bác nha. Chỉ có ngày hôm nay thôi. Ngày hôm nay em bán hàng chưa bao gồm phí ship nha. Các bác lấy mấy giò thì lấy nha. Đấy nha. Thuần thì các bác không phải nghĩ nha. Các bác nha. 300.000 cho giò số 8. Em bán cho rộng vườn thôi. Số 9 này các bác này. Số 9 nhá. Giò như thế này nha các bác nhá. Các bác nhìn cho nó kỹ nhá. Chỉ ngày hôm nay thôi. Đấy nhá. Dễ thì các bác không phải nghĩ. Nhưng nếu mà cái đũa này em đóng ở đây nhá. Cái đũa ở đây nhá. Các bác nhá. Cái đũa này à. Em đóng nếu mà về nó có bị mục ra rồi thì các bác đóng lại giúp em nhá. Chứ nó tuột một hai cây ra các bác bom hàm em lại khổ thân em nhá. Giò như thế này nhá. Em bán cho các bác với giá là 320.000 nha, 320.000 nha các bác nhá. 320.000 nha. Nó là dáng hương tam bảo sắc nhá. 320.000 cho giò số 9 nha. Số 10 này. Một giò thập hoa như thế này nha các bác nha. Một giò thập hoa nha. Thuần rồi nha các bác nha. Em bán cho các bác với giá là 200.000. 200.000 nha các bác nha. 200.000 cho giò số 10. Số 11 này các bác này. Một giò như thế này nha. Một giò như thế này nha các bác nha. Đấy. Em đếm cây nhá. Đôi 4 6 8 10 12 13 cây. 14 cây. Một cây nó bị lộn xuống dưới này. 14 cây nha các bác nha. Giò như thế này nha. Em cũng bán cho các bác với giá là 300.000 nha, 300.000 nha. 300.000 nha các bác nha. Cái này là bao nhiêu? 300.000 nha, một giò như thế này nha. 300.000. Cho giò số 11. Nó là dáng hương đuôi tròn nha các bác nha. Cái này là giò dáng hương tam bảo sắc nha. Dáng hương tam bảo sắc nha. Các bác nha. Một giò như thế này nó dài này. Em đo găng tay cho các bác nhìn nha.
Được 70 sen luôn. Được 70 sen luôn nha. Đấy. Thuần thì các bác không phải nghĩ nhá. Đấy, dễ này. Em bán giò này cho các bác nhá, với giá là 320.000 nha, 320.000 nha các bác nha. 320.000 nha. Cho giò số 12. Số 13 này các bác này. Trồn thì giò này thì to các bác nhá. Giò này thì to. Em bán cho các bác nhá. Giò này thì nhiều cây lắm các bác ạ. Nên là đây là các bác này. Đó. Các bác nhá. Em bán cho các bác với giá là 580.000 nha, 580.000 nha các bác nha. Cái giò này thì quá nhiều cây mà đẹp. Thuần rồi nha. 580.000 cho giò số 13. Số 14 nha các bác nha, số 14 giò to nha. Giò to nha các bác nha. Giò này em để cho các bác với giá là 1.100.000 nha, 1.100.000 nha các bác nha. 1.100.000 nha các bác nha. Cho giò số 14. Số 15 là 3 cây nha, 3 cây nha các bác nha. Đấy, 3 cây như thế này nha. Thuần rồi nha các bác nha. Các bác dễ à. Nó dài nhiều nghễu luôn. Em bán cho các bác với giá là 580.000 nha, 580.000 nha các bác nha. 3 cây nha. Cho giò số 15. Số 16 này các bác này. Đấy là dáng hương tam bảo sắc nha. Hôm nay em chỉ quay trồn với dáng hương tam bảo sắc, với có một giò gà và một giò thập hoa nha các bác nhá. Giò này nhá, đôi 4 6 8 10 12 cây, 12 cây nha các bác nhá. Cái bề rộng của nó được 50 cm nha, bề rộng nha, bề rộng nhá, 50 cm nha, cao 20. Giờ này em chia sẻ cho các bác với giá là 270.000 nha, 270.000 nha các bác nhá. 270.000 nha. Cho giò số 16. Số 17 đây các bác này. Số 17 nha. Giò đẹp. Giò đẹp nha các bác nha. Đây nha. Đây nha, em cho các bác xem. Hết. Không để giấu một cái gì luôn. Các bác nhá. Không để giấu một cái gì luôn. Em bán giò này cho các bác với giá là 900.000 nha. 900.000 nha các bác nhá. Các bác hôm nay không nghe nhầm. Không nghe nhầm nha. Ngày mai sẽ không có giá nha. 900.000 cho giò số 17.
tròn siêu to nha các bác nha, tròn siêu to nha. Đấy, đây là mặt trước nha các bác nha, rất đẹp luôn. Đấy, cái này thì dài của nó là được tầm 1m2, 1m3 nha các bác nha, bề dài nha. Em bán cho các bác với giá là 1.500.000 nha, 1.500.000 nha. Đấy, đẹp không? 1.500.000. Cho giò số 18 nha các bác nhá. Số 18 nha. Số 19 này các bác này. Số 19 nha. Giáng hương tam bảo sắc nha. Giò này nha, trồng vào gỗ nha. Em chia sẻ cho các bác nha, với giá là 400.000 nha, 400.000 nha các bác nha, 400.000 nha. Cho giò số 19, bề rộng của nó là được 50cm nha các bác nha. Đấy, dễ thì chạy ầm ầm như này rồi nha. Cho giò số 19 400.000. Giò quế trắng tháng 8 nha. Một giò quế trắng tháng 8 như thế này nha. Còn quá ok luôn. Hàng một dề nha các bác nha, 3 cây nha, 1 cây này, 2 cây này, 3 cây này. Đấy. Lá cái này chỉ được tầm hơn 4 cm này nha các bác nha. Hơn 4 cm thôi. Tầm 4 cm rưỡi thôi. Các bác nha. Một giò như thế này 3 cây nhá. Quế trắng tháng 8. Em đếm nụ cho các bác nhá. 1, 2 này. 3 này. 4 này. Em mới nhìn thấy có 4 cái nụ đây nhá các bác nhá. 4 cái nụ rồi. 1.500.000 nhá. Các bác nhá. Đấy, nó mở lá đẹp không các bác? Đấy, đây à. Nó mở lá đẹp lắm. 1.500.000 cho hình số 20 nhá. 20 nha các bác nha. Một giò kiếm nha. Một giò kiếm nha. Em không biết mặt hoa đâu. Mà nó đẻ con hết đây này, một con này, con bên này nữa cũng có con này. Nha các bác nha. Đây nha, con đây nha. Lá này được 4 cm rưỡi nha các bác nha. Em chia sẻ cho các bác với giá là 220.000 nha. 220.000 nha. Cho giò số 21. Em lên một giò hài giáp nha. Hài giáp nha các bác nha. Lá còn nhăn nữa nha. Lá nhăn nha các bác nha. Đây. Lá nhăn này. Lá nhăn này. Cái này cũng nhăn này. Được 2-3 cây nhăn nha các bác nha. 3 cây nhăn nha. Đó. Một giò hài giáp như thế này nha. Em chia sẻ cho các bác này. Với giá là 200.000 nha. 200.000 nha các bác nha. 200.000 cho giò số 22.
số 23 này. Giò chồn này thì to nhá. To nhá các bác nhá. Giò này thì to nhá. Đấy. Em chia sẻ cho giò này nhá. Đôi 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14 cây. 14 cây nha các bác nha. Giò này em chia sẻ cho các bác với giá là 500.000 nha. 500.000 nha các bác nha. 500.000 nha, toàn cây to rồi. Nó là hàng quá thuần rồi các bác nha. 500.000 cho giò số 23. Số 24 này các bác này. Cây hơi nhỏ một chút nha các bác nha. Cây hơi nhỏ một chút nha. Đây nha. Nó đã thuần, rễ đã bám hết dưới rồi nha. Giò này em chia sẻ cho các bác với giá là 280.000 nha. 280.000 nha các bác nha. Tiền nào của nấy nha các bác. Được đôi 4, 6, 8, 10, 12, 13 cây. 13 cây nha các bác nha. 280.000 cho giò số 24. Số 25 này các bác này. Đấy, một giò như thế này nha. Em đếm cây cho các bác nha. Trồng vào gỗ lũa nha. Đôi 4, 6. Đôi này, 4 này, 6 này, 8 này, 10, 11 cây. 11 cây nha các bác nha. 11 cây nha các bác nha. Này. Cho giò số 25 nha. Số 25 nha các bác nha. Em chia sẻ cho các bác với giá là 550.000 nha. 550.000 nha. Đây nha, thuần rồi nha các bác nha. Đấy. 550.000 cho giò số 25. Số 25 cũng là số cuối của em nha. Mong được sự ủng hộ của các bác yêu Lan nhé. Em xin chào tạm biệt tất cả các bác yêu Lan nha. Các bác muốn xem trực tiếp thì các bác cứ kết bạn Zalo với em là em có hàng nha. Hàng to, hàng khủng em có nha. Trên chục triệu cũng có.